chào cả nhà. Hôm nay là ngày 10 tháng 5 năm 2020. Thì đi xuống có dịp đi về Cai Lậy ghé thăm hoàn cảnh một cái bà cụ ở một mình Thì nói chung là cũng nghe giới thiệu thôi chứ chưa biết hoàn cảnh thực sự của bà như thế nào. Bà ơi! Không biết có phải căn nhà này không, nghe mọi người chị nhưng... Dạ, con chào bà. Bà là có phải là bà Ba Dao không bà? Dạ phải. Dạ, con vô nhà bà được không? Được. Dạ. Con vô thăm bà nhá. Dạ, vô thăm bà. Dạ. Bà bệnh quá rồi. Dạ. Ồ. Ăn má không để bà quan quản ăn má nha. Dạ. Phải gắn điện cho má cái dạ. Này nó hầm đó. Bà nuôi mèo quá trời luôn hả bà ha? Nó đẻ ra. Dạ. Đây là nhà bà Ba Dao này cả nhà. À đây nè, cụ bà Nguyễn Thị Dao nè. À con coi cái mừng thọ của bà ấy nha bà. Dạ. Cụ bà Nguyễn Thị Dao ở ấp Hội, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Bà sinh năm 1937 là 83 tuổi. Dạ. Đây là căn nhà của bà. Ờ, nhà này bà cất mấy chục năm rồi, hồi đó cái bà chủ đất cho bà còn sống. Dạ. Rồi bà chết, còn bà cũng chết rồi, bán rồi mà họ chưa có mần nữa, bà ở đây. À vậy hả, bán luôn rồi bà hả? Cái này. Bà ở nhà. À ở đầu người ta, ta cho ở. Thôi bà ngồi đi con trò chuyện ha. Dạ, cậu ngồi đi. Dạ, đây là căn nhà của bà. Bà ngồi đây bà đi không có nổi, nó cơm. Dạ. Rồi có cái tivi này chắc lâu đời lắm rồi bà ha. À, tivi này. Nhà nước nó cho cái đầu tư nhỏ gì nè. Dạ. Bà mới mua 400 ngàn. Mua 400 ngàn. Ờ mà nó hư vừa bà sửa. Dạ. Quay bậy tin tức rồi. Rồi ba ở có mình vậy thôi hả bà? Con mình bà neo đơn. Dạ. Con ngồi nha bà ha. Dạ. Con dạ. Ngồi đi. À bà neo đơn xưa giờ cũng có cái anh em đâu có không bà? Ờ thì em được bà con nhiều lắm mà không nhờ. Ở gần đây không bà? Cũng xa. Mình bệnh về 5-3 tháng tới thăm mình hết rồi thôi. Dạ. Cái đó bà nói thiệt. Dạ. Không có giả dối để. Con mình bà bệnh hàng cậu thấy bà ba xài không? Đây nè. À xài tạ hả bà? Dạ. Cái đó ai? Bà tự mặc luôn hả? Bà tự mặc luôn. Bà bệnh hồi 2014 tới nay. Dạ. Thì cũng có người ta cứu bà. Ví dụ như người người 50-20 vậy đó, 20 ngàn, 50 ngàn nha, chứ không phải nó cứu nhiều. Dạ. Mà đều nhiều người cứu vậy đó. Dạ. Lâu lâu gạo thì họ cũng cho túi về mình ăn, rồi nước mắm rồi này kia nọ mình mua trao từng chứ còn không mấy. Bà ơi, hồi đó bà có lập gia đình không bà? Bà không có lập gia đình, bà đi mần thuê mướn tàu 16 tuổi. Dạ. Bị ông già chết mới có 42 tuổi nha. Dạ. Mà sao đứa con? Bà có 6 anh chị em. À 6 anh chị em chết hết rồi. À giờ mất hết luôn rồi. Bây giờ chết hết trơn luôn. Còn mình bà thôi. Còn mình bà bây giờ có cái thằng em ruột. Em ở ruột. Trong ấp Mỹ mà cũng không nhờ luôn. Dạ. Thằng đó nó khá lắm rồi. Khá mà cũng được. Rồi mấy người cháu, kêu bằng cô bằng cô ruột. Cũng không ấy. Dạ. Không có nhờ người nào hết trơn. Dạ, toàn nhờ người dân không ha. Bà bệnh hổm nè, cái xương sườn bà bị hồ bà băng với số. Dạ. Cái xe anh đụng bà anh bỏ anh chạy. Dạ. Bà vô nhà thương bà nằm, cũng có người ta nuôi mình vậy đó. Về nó hết nay cũng 7-5 năm mà đào lại bà quá trời. Mấy bữa bà khóc vậy. Dạ. Bà uống thuốc rồi nay đỡ. Đỡ vậy chứ thiếu máu tim. Dạ. Rồi lại với nói bà bị gan thận nữa. Bà đi xét nghiệm đó. Dạ. 550 ngàn. Nó nói bà bị gan thận đủ thứ đó. Còn cái bệnh khối u theo đàn bà. Bà bệnh nay 4 năm rồi. Dạ. Nhờ uống thuốc nhiều mà lên tự vũ thì nó không cho bà mổ không được, bị tim mạch quá. Dạ. Tim mạch như lên máu dữ lắm rồi nó không có mổ bà được. Con tưởng cái đất này đất của bà chứ không có, bà không có đất, bà hồi gái gì không có cục đất vợ chim. Dạ. Ông già bà cũng nghèo nữa, không có luôn. Dạ. Gia đình không nghèo, nghèo xác nghèo sơ, tới cha mẹ nghèo hết.
rồi ổng bốn hai được bệnh chết rồi bả còn sống trao lập ba gia đình khác. Dạ. Cũng có ba đứa con mà chết hết cũng còn đứa bà vợ ruột. Dạ. Mà bà vợ ruột và ba cũng chết rồi. Dạ. Hồi giờ kể như không có gì tên hết. Dạ. Mình bệnh về mình nhờ cứu điện thoại coi coi có hỏi là mình bị mượn đi mua thuốc đợt này không có. Đi ra thăm cái thôi giờ biệt biệt luôn mấy tháng trời. Ra cái bà mới nói thôi đừng có thăm theo anh đừng thăm bà chết đây cũng không ai hay. Ở còn mình về. Ừ, nó có ra thăm mình hoài đâu mà hay. Dạ. Ví dụ ra thăm bà ba từng hai từng thăm phải không? Dạ. Năm ba tháng có kỳ tháng hàng tháng hồi nào cũng có nữa. Nói cậu thương cậu ở thành phố đúng không cậu? Dạ con ở Sài Gòn xuống đó bà. Ừ. Thương bà ba nhân bà không có gì giàu nghèo hết thôi. Bà bệnh uống thuốc đồ đó nó này dạ. Kia nọ lặt vặt. Bà là giờ nhà nước cho 270.000 hả bà ha? À, nhà nước cho bà là hồi đó 180. Dạ. Neo đơn á nghe chứ dạ. Không phải lại á. 88 là neo đơn rồi bây giờ cho bà được 540. 540 hả bà ha? Ờ mà cái người lãnh hết 40 rồi. À dạ, người ta đi lãnh giùm cho mình. Ờ nó lãnh cho mình đem tới đây nè mà nó phải tiền nước. Dạ. Là còn có 500. Ờ còn 500 cây xài cũng không không ra ma tên nội nước nôi bà ăn uống còn tính thuốc men rồi tháng cũng phải 4 triệu bạc. Ồ dư vậy bà hả? Ờ đường nói 100 tháng dạ. 3 triệu rồi thuốc. À tính thuốc luôn á chứ ăn không có nhiều. Dạ thuốc men rồi nè. Thường đây mới đi bác sĩ đây khám bà bệnh nè quá bà nè. Dạ bệnh cái này là nó mới khám đây cho bà giấy tờ bệnh biết bao nhiêu trong này rồi con biết rồi con nhìn con thấy rồi. Dạ nó bệnh vậy đó rồi tim mạch nè cũng trong đây luôn. Bà hồi đó bà còn đi bán vé số khỏe mạnh là còn đi bán vé số được bà ha. Hồi bà còn gái còn 30 tuổi 30-40. Dạ. Con bán nè thuốc. Rồi những cái thao thuốc của bà kìa. Nè thao thuốc bà nè. Dạ. Đủ thứ thuốc hết trơn á. Dạ. Thuốc cầm máu có, cầm mũ có, tim mạch có. Giờ người già sống toàn nhờ thuốc không à? Giờ nhờ thuốc không. Dạ. Thì thuốc kệ rồi đo tim, rồi siêu âm. Sáng bà ăn uống gì chưa bà? Sáng bà cũng ăn chén cơm rồi có khi nấu cái mì ăn. Bà tự nấu cơm luôn ha. Bà nấu đại bà ăn có cái nồi cơm điện kìa. Dạ. Bà bắt lên có khi mà nấu không nổi chứ nằm ở ngoài vậy không nổi giặt đồ luôn. Khi nào bà khỏe giặt đại rồi ăn. Bà giờ cái đợt mà nước nhiệt mặn đó bà có nước xài không? Có. Dạ. À, đây nè bà đổi nước khùng. À người ta đổi bưng mua cho bà. À bà mua ra cho họ rồi họ đem lại. Dạ họ chở vô cho bà. Cứ 13 ngàn thùng nha. Dạ. Rồi đây nè nước có còn. Con nghe nói hồi đó bà đẹp gái lắm mà. Thì đó bà đó vậy đó không. À, cái đẹp không đẹp bà cũng vậy. Mà sao bà không chịu ai vậy chứ? Bà không có ưng ai hết trơn á. Bà tính bà đi ở thuê mướn hỏi cậu ưng ta rồi làm sao. Nửa chừng ta bỏ mình làm sao? Thì có nhờ, có với người ta đứa con nè về già nó hù hiệu cho nó vui. Có đứa con già nó gót nước đụng đỡ ha. Dạ. Bà không ưng ai hết trơn. Hồi đó bà kén lắm hả? Bà không kén. Hồi đưa trước bạn gái người ta nói bà có căn tu đó mà bà vô dụng quá cho nên bà bệnh hoài. À. Có cái đường tu mình không có nghèo quá gì. Nghèo vẫn tu được mà bà. Không phải nghèo không tu được. Mình có ai vậy đó là mình khổ quá. Mình đi làm thuê mướn đâu có để ý tới. Dạ. Thì em bói nói nhẹ đó. Mình có căn tu. Dạ. Vậy đó. Mà sao rồi bà cứ lo đi mần sáng. Cậu với hồi bao nhiêu có 120. Dạ. 100 ngàn 120. Giờ đây cái chủ mà 120 cũng còn ở thành phố. Cái thợ này ngay cũng chủ bà hồi đó mình mướn đó. Dạ. Mình mướn rồi cha mẹ họ chết trơn rồi còn con nó thấy bà đó không trả tiền nó cũng cho bà. Dạ. Cho bà mua cái này để thiêu chứ không phải chôn cái để sao cái thợ sao bà đi thiêu cho nên ít tiền đó không có vẽ tiền á.
cho mua cái hòm đó bà hả? Ờ cái hòm nè. À bà cất trong đó hả? À trời. Dạ rồi con thấy rồi. Người người già nào cũng phải để thuộc cái đó đi ha. Bị gì không ai nuôi mình, ngã già nó nói tiền đồng mua quan tài đâu mấy chỗ lần sao cái hòm. Trời bà lo gì hè? Quơ đây vậy chết nữa. Không, bà tại vì người lớn tuổi thì cứ hay lo xa chứ. Nó khi dễ bà dữ lắm cho nên bà. Không... Ai khi dễ? Dạ bà con em út rồi á. Khi mình chứ khi mà bà ngã xuống cũng có người lo cho bà chứ bà lo gì? Mình không có nuôi nó không nuôi mình. Dạ anh em lo nhưng mà xóm giềng họ lo rồi xã hội họ lo chứ nhà nước họ lo chứ. Bà sợ. Dạ thế bà lo còn được thì. Mình ở đất nội bà đây bà sợ chết không ai dọn dùm chân dọn nên bởi vậy cũng. Không yên tâm bà ơi trời bây giờ bà có ngã xuống thì cũng có người xã hội súng vô họ lo à. Nên, cái nghĩa tự nghĩa tầng mà bà lo gì? Cái đâm ma thì bà không cho. Đi chết cái cho anh ta uống nước đồ cái thiêu bà ba thôi. Dạ. Bà vô chùa ở dưới kia cả quy y rồi. À bà quy y rồi ha. Có pháp danh chưa bà? Có pháp danh chưa? Dạ. Rồi bà chết cái hồn cái họ lư hương hay gì không bưng vô chùa luôn chứ không có gì. Dạ, rồi vô nương tựa cửa Phật cũng được. Chứ bà không có gì ở đây. Ai làm tình tất gì. Thôi ở đây mình buồn lắm. Dạ. Đó. Không tệ quá bà quy y. Rồi. Dạ. Cái tivi nó còn hát được không bà? Còn cũng bà bắt coi tin tức rồi được. Dạ, coi được buồn ha. Ừ. Mà có khi nào có khi bà bắt bà nằm đó bà không coi nữa. Dạ. Ừ. Nó mệt quá nằm mà. Dạ. Bắt coi tin tức như một hai phim đồ hơi ấy đéo cẩn ngỏng rồi đó mình coi. Dạ. Ừ. Thôi chồng quá giận. Bà mới coi, chứ bà không coi cái gì mà vui dĩa ngay, coi ca nhạc rồi. Dạ. Bà cái ngực cụ chứ không nó nặng như cục đá treo rồi đó. Bà ơi, cái nhà mình nóng ghê bà ha. Nóng lắm. Nóng, con ngồi mới có 10 phút mà nóng ghê luôn á. Nó nóng quạt đâu nào má không? Dạ. Chắc quạt nhỏ quá hả? Quạt nhỏ quá, không đủ sức hơi á. Đâu để bà ra bà dặn cái lớn rồi đâu. Nóng dữ không ý là con nói là bà đây ở chắc cực lắm á. Giật cái bà bây giờ đi yếu rồi. Dạ. Chưa. Mạnh chút rồi đó. Số vậy là số lớn rồi đó hả bà? Dạ. Bà nước ngoài này là bà xài nước sạch hay sao bà? Dạ. Bà đổi đó. Cái chỗ này là bà nấu cơm à? À, bà nấu cơm trong này ha. Đây nè. Dạ. Bà chị ra cho ấy nấu cơm nè. Bà nấu cơm củi ha. Thấy bà khỏe bà bắt củi nấu. Dạ. Chứ bị ba củi nó còn đâm á. Nằm xuống ngồi chị đi không nổi rồi. À, cái nhà bà cửa không có gì hết á. Không có chơi cái thùng nó mèo à. Mèo nó dễ chừng đó đó. Dạ. Nhà trống hơi đúng không ạ? Bằng thờ thì bà cũng lụm nè. Dạ. Người ta bỏ bà lụm bà về thờ Phật. Dạ. Còn cái tủ này nè họ cũng bỏ ngoài đường đó. Dạ. Còn người ta kéo vô và để. Đúng rồi, cái tủ này người ta bỏ là phải rồi. Không có gì hết trơn á. Đây nè, cái này người ta cũng cho nè. Dạ. Cái này nè. Dạ. Nè. Đó. Rồi. Cái tiệm cái sữa mai của nó. Dạ. Dâu nó tốt nó chụp. Cho anh đóng cho bà. Ừ. Chứ hồi đó bà thờ Phật ra bằng củi đó. Dạ. Củi bà đi nè bà sắp hàng sắp củi lên mà bỏ thờ Phật lên, cũng như bệnh như giặc đó. Dạ con biết rồi. Bà thờ. Thờ nay cũng lâu rồi. Cái mẹ Quan Âm cho 4 mấy năm ở thành phố bà đem gì á. Dạ. Rồi mấy hình này sao bà thấy bà cũng bà hay thờ bà bỏ không đành. Dạ thì thôi dạ. Kệ trong nhà để vậy cũng được. Nhang đồng hàng con. Dạ. Cho nó ấm cúng. Vì bà đi bà giấy Phật chế độ bà thì bà đi lấy thuốc nè, đi đâu có ai kêu xe ôm đi. Dạ. Bộ bà vô đó cái bà đi thân dẫn nè. À vậy hả? Bà đi bồ luôn hả? À bà đi xe ôm, ngồi ghế không? Dạ. Bà đi xe ôm mà đều vô đó người ta cũng như nó cho mình đi quần quần theo cái nhà thuốc vậy đó, cái, dạ. Cái chỗ bệnh viện đi nổi. Mà về nhà rồi thôi nhân tại nha. Đi cho đi sẵn gì đốt nhang cầm gì lắm rồi. Dạ. Phật đốt nhang cầm là Phật cái gì à? Bà ba nói thương Phật độ không. Dạ.
bà uống thuốc bận dai nữa, dai ông Việt Sương, dai Phật, dai mẹ đồ đồ. Bà ở đây vậy là mấy cái đoàn thể họ hay tới thăm bà không? Cái đoàn thể hồi đó lâu rồi, cũng có con nhỏ nó giới thiệu vậy đó. Dạ. Rồi cũng người ta cũng có lợi vậy thăm vậy thôi chứ chưa. Dạ. Nói cậu thương bây giờ mình không biết đâu mà hôm đó bà ba cũng đi lãnh tiền lãnh cũng tay vô cái phán vậy đó. Dạ. Bà để này bị mất hả bà? Rồi cái giường lấy mà bị mình trưa bệnh quá nằm uống thuốc. Dạ. Giường lấy ngoài nó 500.000 lấy quà. Trời ơi, tiền tháng đó thấp thu. Người ta nói Phật nói bị mình mất như rõ rồi. Đừng tiếc mà đừng nói. Dạ. Đừng chửi người ta kệ. Cũng như cho bà đỡ uống thuốc rồi kệ đi. Dạ. Để như bà uống thuốc vậy đó. Dạ, dạ. Nói cậu thường có cái cầu làm vườn ở trên Tam Bình mà cậu ở góc Bình Dương. Dạ. Biết cha thương người nghèo hết thì đi xuống đây này kiếm đất mua. Mà không có đất. Mua ở đâu không biết, đi vô đây hỏi bà biết đâu bán đất không đó. Bà mới nói mà từ đầu cũng biết cái đầu bán. Cái chờ bà sao hết trơn. Rồi cái ít ngày cậu xuống nữa thăm bà. Thăm bà cái cậu mới thấy cái đèn đâu thui đó. Dạ. Thấy hư rồi cậu đi xách xe đi mua đồ vô sửa nhưng mà ba tội hết chứ. Thương người dữ ha. Cũng thương bà ghê nha, người ở Bình Dương. Dạ. Má mai vợ đổ đâu tâm bệnh nè. Dạ. Thì dẫn bà má vợ xuống nữa. Xuống bà ba. Dạ. Thăm. Dạ. Trời ơi. Bà nói thôi mấy. Bà có phước. Mình ơn hơn ta không biết mấy cậu bởi vì tội ghê vậy đó. Dạ. Bây giờ thấy bà cũng khổ vậy đó, giúp đỡ. Chứ nó ngay cho cái dự nhiều bà cho cái gì tiền rồi nhiều bà không muốn lấy. Nó thiệt cái cho nhiều quá bà không muốn lấy. Sao vậy bà? Cho nhiều ngại. À. Phước mình cứ cho. Chứ không phải. Cho lấy bao nhiêu là lấy được? Dạ. Cho bao nhiêu là lấy được để con biết. Được. Cho 10 triệu được không? 10 triệu. Được mà cho. Trời ơi, sợ nhiều quá của người ta. À, vậy hả? Nhiều quá của người ta làm sao được. Để con biết đường thì... chứ 10 triệu nhiều quá, bà ba cũng ngại nữa. Dạ, con sợ mai mốt mọi người có thương giúp bà, cho nhiều bà cũng dám lấy bà ngại. Bà ngại thiệt đó. Không phải nói. Thì người ta thương thì người ta cho, thì mình cứ nhận với bà ơi. Mình định bệnh đem cái bệnh này ra rồi đi ấy ra có được. Mình Phật nói là tiền không có gì trơn, chết không đem theo. Dạ, nhưng mà bây giờ mình có cái phương tiện đó, tiền là phương tiện. Dạ, bây giờ có rồi. Cái phương tiện đó thì mình người ta giúp mình thì mình cứ nhận đó bà ha. Đôi khi bà giúp được thì bà đi bệnh viện nhà thương đồ nhiều. Dạ, đúng rồi. Cho nó khỏe. Đi xuống Mỹ Tho nằm cũng đi này dò cẳng bà nó sưng nè. Dạ. Ôi nó sưng lên dữ vậy bà hả? Nay nó hơi đỡ rồi đó, chứ dạ. Nó sưng dữ lắm nữa. Dạ. Nha. Dạ. Chân cậu con Phụng nè. Lát được. Bà xuống Mỹ Tho về ai chăm bà dưới đó? Dù như bà đi phải mướn cho ai đâu chăm. À vậy hả bà? Ví dụ tiền đồ khá vậy đó. Dạ. Mình đi mới mướn hả? Nhưng bà có xài số điện thoại không bà? Có. Có số điện thoại luôn. Bà có số điện thoại. Chúc bà cho con số điện thoại nha. Bà bán với số hồi đó. Dạ. Bán số đó cái mẹ nó mày bán triệu và bà 350. Dạ. Mày góp đó. Bà nhớ số không bà? Bà không nhớ đâu qua. Dạ, để chú con bấm con gọi qua nha. Dạ. Cái bà bán 350 góp ngày 20 đó. Dạ. Đó trả hết rồi bà ha. Rồi bà còn giữ đó. Dạ. Trả hết rồi. Rồi để dành xài. Dạ. Ai gọi hỏi thăm. Dạ. Thì cậu nói tôi nghe cũng mang ơn cậu, người ta cho nhiều nhận nhiều hơn chứ mình. Dạ. không chê. Dạ. Nhưng mà con dặn bà nè. Dạ. Ví dụ mai mốt con đăng cái clip này lên á trên mạng á, mọi người thương tới mà cho. Dạ. Bà cái gì thì bà nhận ha. Dạ. Nhưng mà ai kêu bà đóng tiền đóng đồ bà đừng có đóng nha. Dạ. Bây giờ nó lừa đảo nhiều lắm. Cậu nói đúng rồi. Dạ. Nó vô nó giả đò á. Nó cũng nói thăm bệnh 6 giờ sáng bà vô nè. Ừ. Nó đè sức dầu bà. Đó, đúng rồi mấy cái loài đó đó bà. Nó giả đò sức dầu bà kêu bà nằm xuống. Sức dầu bà mò. Mà nó lục túi. Nó mò túi. Dạ. Bà đừng có nói chung là ai vô thăm thì được nha, mà kêu làm cái gì cho người bà đừng có cho. Đừng mở cửa được vậy.
mở cửa thì ví dụ phải mở chứ, giống con vô đây con là hoắc con mở cửa ba mở đấy. Đàn bà nó thằng bệnh mình đó. Dạ. Bà cửa sao mình đó đúng rồi, mấy cái bà đó bà lừa mấy người luôn rồi, con đi con nghe nhiều người nói lắm. Vậy hả? Dạ, nó có mấy người có tiền á, thấy hôm nay con trao tiền cho cái ngày mai vô nó móc túi. Sao mà biết bà ba có tiền ha? Biết chứ. Ví dụ con đăng lên vậy nè. Bà mới lãnh đó mà lãnh tiền nhà nước. Lãnh con tháng mà nó cho mượn tháng. Nó nói gì? Dạ. Cậu nói bà ba với con trai với bà thì không chứ không phải nó khai để xin ra gì không dạ, có nha. Dạ. Nó có thiệt á. Nha con, con dặn gì nha. Dạ. Mai muốn ai mà cho bà cái gì thì bà nhận. Mà kêu bà đóng tiền hay là kêu bà nằm xuống để đấm bóp để xoa thuốc rồi thì bà đừng có nằm nha. Dạ. Nó móc túi lấy hết luôn á. Mình ra ngoài hả con? Dạ, nói thôi. Bà khỏe rồi bà không có sao hết. Dạ. Đó, không có gì bà kêu la lên hàng xóm họ tới. Dạ. Chứ mấy người đó họ lừa dữ lắm á nha. Tội nghiệp ghê hen, bà mới bị đây nè. Giờ vậy đó hả? Bị này có 18 ngày. Trời. Có mấy người con mình trả tiền thuốc đường con tay biết chứ. Rồi dạ, nhưng mà mấy cái kẻ xấu nó vô lương tâm lắm. Dạ. Để trả tiền thuốc đường tay chứ mình đâu có phải đi ăn xài gì. Dạ. Như nhà này nhà kiến như lắm dầu lửa bà xài tháng 500 ngàn dầu lửa. Còn dạ. Chào, không biết bao nhiêu lít nó. Bà đổ cho nó đỡ bò lên nó hả? Bò. Dạ. Bà này nó cũng lên. Nó lên nó cắn bà ha. Nó lên nó cắn. Dạ. Ngủ nó bò tùm lum đầu cổ rồi dưới đất cũng vậy. Tại bà đây ở giữa vườn đó mà. Tháng dạ. Cỡ 3-4 lít vườn nó nằm trong rồi nó làm sao mình biết rồi. À. Tự nhiên mua 3-4 lít là 3-40 ngàn rồi đó. 4 lít á. Dạ. Lít 20 vậy đó. Không, lít bữa này còn có 10 ngàn à bà. Ủa sao giờ không mua nó 20 dữ cậu. Dạ không. Trời. Nó còn có 10 ngàn nó xuống giá rồi bà. Cái đợt. Ủa. Dịch này nè. Vậy hay không? Dạ. Xăng mà còn có 11 ngàn à, cho nên dầu còn có 9 ngàn mấy chứ. Vậy được 10 ngàn à. Mua nó quất 40, 2 lít bà còn để. Bà mua lâu rồi. Mới đây nè. Vậy hả? Không, bây giờ còn có 10 ngàn à bà. Vậy không? Chưa được 10 ngàn nữa. Dầu hôi đó, dầu hôi đúng không? Dạ. Dạ. Đây là nước nó ở đây bụi dữ lắm. Bà dạ. Không đậy là dữ. Dạ, đẩy xe ngay đường lù dạ. Mà. Cậu đang xe vô không? Dạ, có vợ con ngoài hết rồi. Vợ con? Có. Đợi lâu được không? Dạ, được. Dạ. Thôi cậu thương bà ba ngăn bà. Dạ. Chục thư bệnh cho không có ăn thứ được. Dạ. Thế bà gắng sống lâu lâu á ha. Con trong... đi làm thì con ghé ông thăm bà. Dạ. Con ghé thăm bà ba nha. Dạ. Con đi làm con tàn gặp mấy bà cụ dễ thương như bà vậy đó. Dạ. Nhiều bà ngoài dễ thương lắm. Dạ. Dạ, còn đôi khi cuộc sống có mình à, lụi thôi có mình à. Thôi cậu nói bà nghe bà cũng ớn, có thiệt á, cái bà này 60 tuổi, trời ơi, nó sức giàu mình điểm. Đừng có cho sức. Đừng đó, cởi áo, cởi đồ ra bỏ, vất áo qua bên thì nó móc tiền. Cậu biết sao đặng nó lục. Dạ nó con lục. Biết rồi. Mà kêu mà nằm úp xuống. Đó lọc để bằng Phật kia kìa nó cũng lấy luôn. Dạ. Rồi nửa chai dầu xanh lấy luôn. Con ta mới cho bà nửa chai. Nửa chai dầu xanh mà cùng lấy hả? Lấy luôn, bị ra đây nè, bà nằm đây. Dạ. Dạ. Bà nó lấy. Dạ, nó lấy giờ nó lấy luôn hết nhà tiền lọc gì lợi đốt nhang nữa cậu. Dạ. Rồi mình thấy rõ ràng mà không biết sao nó sức mình cái mình. Ấy mò túi áo túi nào cũng mò hết. Vô đứng chỗ quan tài. Mà mốt bà đừng cho mấy người đó nha. Dạ. Dạ. Giờ bà đừng ấy sáng kêu cửa đừng mở hả cậu. Dạ. Bà kêu đừng mở. Dạ. Tưởng ta thăm bệnh. Tưởng thăm thương thăm mình ai ngờ. Bà cho cái bệnh nó hay mệt bất tử. Bây dạ. Giờ nói chuyện cậu để thấy đỡ cái trưa chừng phát mệt mệt. Dạ. Nắng thì biết rồi mà điều mệt. Giấc sáng ngủ nửa đêm nha mệt. Dạ. Bà nói hồi chết cấm mà bà nó chết cấm rồi nằm đây ai đợi làm chứ mình không mấy. Trời, có gì thì nằm đây mình ai biết luôn á. Có ai hay lại với bà không? Hàng xóm đây có ai hay qua lại bà không? Cũng có người cái gì người đó ôi người đó họ ấy họ giờ mà ba khi bưng canh rồi cho có thiệt. Dạ có bưng canh bưng đồ cho bà ha. Thì họ không có ngó. Dạ. Năm ba bữa thì người ta cũng đi làm chứ. Không người ta nhà điều tại người ta vậy đó. Ta dạ. Có tiền mà. Lâu lâu người ta qua với bà ha. Dạ. Ta giàu có người ta đâu cần. Dạ. Người ta ơi bà ơi hôm nay con ghé con thăm bà. Dạ. Thì có cái số tiền 1 triệu đồng của cái bé Xuân Vi ở bên Mỹ á gửi biếu cho bà. Vậy không? Dạ, ở dạ. Bên Mỹ luôn tuốt bên Mỹ á, bé dạ. Xuân Vi. Dạ, dạ đây con đưa cho bà nha. Cậu mới đợi thăm bà mà cô cũng cho ha. Dạ. Dạ. Cô nhờ con đem xuống cho bà. Vậy không? Dạ, cô bé Xuân Vi á. Dạ. Dạ. Biếu cho mang ơn cậu nhiều nha. Dạ, cô mang mà mang ơn gì đâu mà mang ơn. Thôi mang ơn cái cô đó. cô đó dạ, cô Xuân Vi đó cô tặng cho bà để bà có tiền bà xài. Nói bà cũng mang ơn nha.
Dạ. Bà ăn thuốc. Dạ, dành uống thuốc chứ ơn nghĩa gì đâu bà ơi. Bà cũng thiệt lắm chứ không có như bà. Dạ. Nhưng mà con dặn rồi đó nha, ai xin tiền ai kêu bà đóng tiền rồi đừng có đóng nha. Dạ. Tiền của mình là mình cất, đừng có mét với ai hết, đừng có khoe với ai hết đó. À, thôi cậu nói vậy bà qua nghe lời vậy. Dạ. Vậy thôi, vậy con đi ha. À, con chào bà nha. Bấm không? Dạ con bấm chứ. Dạ. Đây nè. Dạ. Đây là cái nhà của bà Ba Giao này cả nhà. Rồi cái nhà phía trước này. Bà nó cất mấy chục năm? Cũng có 40 năm mà. 40 năm hả? Cái này nhà nước. 83 tuổi rồi. Cái này nhà nước cho hả bà? À, không có, cái này là bà cất tự nhiên và đi rừng thuê mướn người ta đó. Dạ. Vì cái cũng không đủ bà dai tiền tư ngoài đó. Mà trả hết cho rồi phải không bà? Bà trả. Dạ. Trả người ta chứ. Đây có cái nhà cửa sổ cửa đồ đâu có đâu, lấy mấy tấm bạc mấy áo quần vải góc của bà che lại vậy á, mới cho có lời không. Dạ. Trả lần lần giờ nó ngay thiếu ai không thiếu, có bệnh hoạn không có tiền. Dạ. Muốn thuốc thì xài thôi. Vậy rồi thôi bà vô nghỉ khỏe ha. Con đi nha. Dạ vợ con. Dạ. Đó đó. Dạ. Ờ gì hay không. Dạ. Rồi mà con chặn nữa nha, ai vô mà kêu mà đưa tiền đưa đồ đừng có đưa nha. À, làm cậu đợi lâu quá. Dạ, không sao đâu bà ơi. Để con chào bà nha. À, cậu về nha. Dạ. Cậu vui vẻ thương quá đời.